dân gây ra tình trạng xả rác bừa bãi, làm mất vệ sinh môi trường bãi biển. Do vậy, để đảm bảo vệ sinh môi trường bãi biển, đề nghị các cá nhân không được buôn bán hàng trong những mọi hình thức tại các bãi biển du lịch. Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khuyến cáo quý khách không nên mua thức ăn của các người bán hàng rong. Tình trạng đá bóng trên bãi biển. Hàng ngày, trên các bãi biển, một số thanh thiếu niên tổ chức đá bóng không đúng nơi quy định đã được quy hoạch, gây tai nạn và cho khách đến tắm biển cảm thấy bất an. Để đảm bảo an toàn cho người tắm biển và trải nghiệm nước sống trong linh, các thanh thiếu niên không được tổ chức đá bóng ngoài khu vực đã được quy định. Hiện nay, trên tuyến biển từ khu vực phía bắc sông Tiên Thủy Đông đến khu vực bãi tắm Sông, ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã lắp dựng 8 sân bóng chuyền, 5 sân bóng đá tại các vị trí. Phía bắc công viên biển Đông có 2 sân bóng đá, 1 sân bóng chuyền. Phía bắc nút giao thông Bình Thuận Tới có 1 sân bóng đá, 1 sân bóng chuyền. Bãi biển Sông 18 có 5 sân bóng chuyền, 2 sân bóng đá. Ngoài ra, hệ thống cà đơn là thép để đưa vào lắp đặt tại các Vivo.